Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 11, Chạy không thoát Lâm Phương vặn xoắn khăn tay, nàng ta chỉ muốn cách bình phong liếc nhìn một cái mà thôi. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã đờ upsilon.ng mặt rồi. Nếu bị người khác biết được thì nàng ta cũng không biết phải giấu mặt đi đâu đây. Lâm Phương vừa nghĩ vừa ngẩng đầu lên nhìn Lâm Di. Gây ra động tĩnh lớn như vậy mà Lâm Di lại như thể không nhận ra, vẫn chăm chú nhìn bộ quân cờ bằng ngọc để ở trong rổ. Vừa rồi rõ ràng Lâm Di đã nói sẽ cùng nàng ta đi chào hỏi đại tỷ, tại sao bọn họ rời khỏi phòng mà Lâm Di vẫn còn ngồi yên tại chỗ? "Lâm Di?" Lâm Phương không nén nổi giận nên bất giác hơi cao giọng. Ngoài vẻ kinh ngạc thì trên mặt Lâm Di không còn cảm xúc khác thường nào khác. Sau một thoáng ngớ người nàng mới nhớ ra, chẳng phải tứ tỷ muốn đi chào hỏi đại tỷ sao? Lâm Phương mất một lúc mới hiểu được ý của Lâm Di. Lâm Di không hề nói sẽ đi cùng nàng ta, là nàng ta vừa rồi quá nóng vội nên mới bất chấp tất cả lao ra ngoài. Lâm Phương cố ra vẻ thản nhiên, còn muội. Lâm Di lộ vẻ rè dặt muội muốn chờ tổ mẫu phái người tới gọi mới sang đấy nói xong không để ý tới vẻ cáu kỉnh của lâm phương nữa nàng lại cúi xuống tiếp tục đánh cờ với linh lung ban nãy nha hoàn của nhánh cả có nhắc tới chuyện trong phủ có khách bọn họ ở trong phòng lão thái thái nhánh cả cũng không thấy ai lạ nói cách khác khách vẫn còn ở tiền viện cũng đồng nghĩa với việc hẳn là ngoại nam bằng không nhánh cả cũng sẽ không để lâm phương và nàng tránh mặt chưa kể vừa rồi ở ngoài đầy tiếng bước chân qua lại rõ ràng là của nhóm nha hoàn tới lui dâng nước mời khách bất kể là tiểu thư nhà ai cũng sẽ không tùy tiện ra khỏi phòng lúc này lâm phương muốn ra ngoài nàng cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài uyển chuyển từ chối nếu không ngộ nhỡ xảy ra sai lầm gì nàng thật sự gánh không nổi thế là chỉ với hai câu nói lâm di đã khiến cơn tức của lâm phương không biết chút vào đâu lâm phương cắn răng thế cũng tốt chứng tỏ Lâm Di không phát hiện bên ngoài có gì khác thường. Đã lên đài lại không biết làm sao đi xuống, Lâm Phương kìm nén sự bực bội trong lòng, hơi rũ mắt ra vẻ ấm ức, lục muội muội nói gì vậy, sao lại là ta muốn đi gặp đại tỷ chứ? Ta đều vì lục muội muội mới vào kinh, chưa quen biết người trong tộc nên mới muốn giới thiệu lục muội muội Vừa nói nàng ta vừa đưa khăn lau dặm khóe mắt, ngồi xuống lại trên ghế, đều là tỷ muội với nhau, Lục Muội muội tỏ thái độ như thế thật đúng là làm người khác đau lòng. Viên nhị gia dẫn theo hai hậu bối đến tỉnh An lão thái nhánh cả và lão thái thái nhánh thứ hai. Lão thái thái nhánh cả bảo hai người đứng dậy, nha hoàn vội vàng mang ghế con ra cho khách ngồi, Trần đại tiểu thư Lâm Kiều chỉ huy hạ nhân rót trà. Tuy viên học sĩ đã bị đày đi lưu vong nhưng viên gia dù sao cũng là một dòng họ thư hương lâu đời dù là người cùng nhánh hay khác nhánh thì họ cũng không hề cắt đứt qua lại nếu không vì viên nhị gia sợ liên lụy họ hàng nên nhất quyết ra ngoài mướn nhà viên gia vẫn có nhà cửa cho hai vợ chồng viên nhị gia ở có họ hàng trong họ làm gương bà con xa của viên gia cũng không hề xa lánh bọn họ chắc hẳn lão thái thái nhánh cả đã đoán trước được điều này nên mới ra tay giúp lâm kiều nhị lão thái thái đồng thị nhắm hờ mắt đừng thấy lão thái thái nhánh cả ngày thường già hồ đồ đến lúc quan trọng thì không hề lơ mơ tí nào nghĩ tới đây nhị lão thái thái đồng thị thầm cười khẩy trong bụng thế thì sao chứ rốt cuộc cũng gặp phải kết cục tuyệt hậu thôi có mở mang gia nghiệp hơn nữa thì ích lợi gì về sau cũng phải chắp tay dâng cho con trai của người khác nhị lão thái thái tỉ mỉ quan sát người hậu bối nhà họ lâm trước mặt người lâm gia từ trước đến nay luôn sở hữu khí chất thanh cao kiêu ngạo người hậu bối này có đôi mắt rất sáng cử chỉ đoan chính sau này chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió dòng dõi thư hương rất chú ý chuyện môn đăng hộ đối viên gia và lâm gia chính là ví dụ điển hình viên gia xuất thân từ phủ dương châu lâm gia xuất thân từ phủ an khánh con cháu đời sau của hai nhà đều rời đến sống ở kinh thành từ thời cao tông sau lại cũng thường xuyên qua lại thân mật đến khi trở thành thông gia thì quan hệ càng thêm mật thiết nếu không phải vì hai năm qua lâm gia không dưỡng ra được vị trọng thần nào bằng không nói không chừng viên học sĩ đã được bảo vệ trong lúc nhị lão thái thái còn đang cân nhắc lão thái thái lý thị của nhánh cả chợt lên tiếng hỏi ta nhớ ngoại tổ mẫu của cháu gọi cháu là thanh ca ngoại tổ mẫu bà ngoại vâng ở nhà cháu thuộc đời chữ chính xếp thứ nhất trong hàng tên đầy đủ là lâm chính thanh lão thái thái nhánh cả mỉm cười ta nhớ cháu đứng đầu kỳ thi viện, năm nay chuẩn bị tham gia thi hương. Nói tới đây bà cụ ngừng một chút, đừng cho rằng bà lão này ở trong nhà thì không biết chuyện bên ngoài. Ta thường nghe người ta nói, lâm ra đời này sinh được một hậu bối có triển vọng lập lại thành tích tam nguyên của tổ tiên. Biệt hiệu cho người liên tiếp đỗ đầu cả ba kỳ thi hương, thi hội, thi đình. Lâm Chính Thanh được khích lệ cũng không tự đắc, chỉ khiêm tốn đáp, lão thái thái quá lời vãn bối thật sự không dám so với tổ tiên. Đại lang lâm gia có dáng vẻ đường hoàng, cho dù không thể trở thành tam nguyên thì ít nhất cũng lấy được vị trí đứng đầu của hai bảng khoa cử, nếu có thể kết thông gia với lâm gia, tương lai cũng sẽ được thơm lây. Cũng vì điều này, bà cụ mới định thông qua lâm kiều tìm cách kết thân với lâm gia. Nhị lão thái thái đồng thị cười nói, nhìn đám trẻ này mới thấy mấy bà lão như chúng ta không còn chỗ dùng nữa rồi. Nghe tới đây, Lâm Chính Thanh chợt đứng dậy khom người hành lễ, "Tôn nhi có một chuyện muốn cầu xin hai vị tổ mẫu." Lâm Phương ngồi xuống nhưng vẫn thấp thỏm không yên. Thấy trong phòng có đặt án thư, Lâm Phương quyết định dẫn Nha Hoàn đi qua luyện chữ, để Minh Anh ra ngoài hỏi thăm tin tức. Án thư bằng loại bàn bản rộng dùng để viết chữ. Ván cờ của Lâm Di và Linh Lung đã thu hút ánh mắt của mấy nha hoàn hầu hạ nên phía Lâm Phương cũng yên tĩnh không ai quấy rầy. Minh Anh vừa ra ngoài đổi một bình trà nhài mới vừa tìm mama quản sự xin ít mực viết, cuối cùng cũng hỏi thăm được rõ ràng để về báo cáo, khách đến thăm là đại lang Lâm gia và một người họ hàng bên nhánh thứ hai. Lâm Phương nhướng mày khẽ hỏi lại, là Lâm gia mà mẫu thân ta từng nhắc tới. Minh Anh gật đầu xác nhận đúng như nàng ta đoán khách do lâm kiều dẫn đến chỉ có thể là lâm gia thông gia của viên gia nghĩ đến người nọ gương mặt lâm phương hơi ửng hồng có nghe được bọn họ nói gì không minh anh thuật lại đại lang lâm gia đến cầu lão thái thái nhánh cả giúp đỡ người lâm gia sao lại tới cầu cạnh trần gia còn là lão thái thái của nhánh cả nữa lâm phương liếc nhìn minh anh không chờ được hỏi minh anh đã nói tiếp nghe nói là vì một món đồ thêu mà lâm đại lang muốn tặng cho lâm lão phu nhân có điều món đồ kia đã khá cũ nên đã hư hại vài chỗ bởi vì là vật khó cầu trần gia chúng ta lại vừa hay cũng có một món tương tự cho nên đại lang lâm gia mới xin trần gia chúng ta mô phỏng theo rồi sửa hộ lâm phương thấy hơi khó hiểu tại sao không phải là đại thái thái của lâm gia đến nhờ vả chứ đều là nữ quyến chẳng phải sẽ dễ nói chuyện hơn sao minh anh đáp nghe nói là do Đại lang Lâm Gia muốn bày lòng hiếu thảo nên mới tự mình đi cầu cạnh. Thiếu gia công tử nhà khác tuổi này đều sống trong sự bao bọc của người thân, không ngờ Đại lang Lâm Gia còn nhỏ tuổi mà đã có chính kiến riêng. Lâm Phương nghĩ tới đây thì mặt càng thêm hồng, vậy lão thái thái nhánh cả có đồng ý giúp hay không? Minh Anh lắc đầu, thưa vẫn chưa, nghe nói món đồ đó có cách theo vô cùng phức tạp, cho dù có vật mẫu đối chiếu cũng không chắc có thể theo ra đúng hình. Chưa kể sinh thần của lão phu nhân Lâm gia còn là ngay tối hôm nay. Lâm Phương kinh ngạc kêu lên, sao lại gấp như vậy, nhỡ sửa không được, có khác nào uổng phí tâm ý đâu. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Lâm Phương, Minh Anh cúi đầu cười. Thấy vậy Lâm Phương liền tức giận đưa tay ra nhéo Minh Anh, nha đầu chết tiệt. Minh Anh vội quay đầu lại cầu cứu Lâm Di đang đánh cờ. Lâm Phương sợ bị Lâm Di phát hiện mới rụt tay về. Minh Anh vội đưa ra ý kiến, nô tỳ thiết nghĩ, tay nghề theo thùa của tiểu thư khá tốt, nếu tiểu thư có thể sửa được món đồ này, về sau lão phu nhân Lâm Gia biết được chắc chắn sẽ nhìn tiểu thư với con mắt khác. Lâm Phương xoắn khăn, tất nhiên nàng ta cũng có nghĩ tới điều này. Nhánh cả vốn không có nhiều nô tỳ theo thùa giỏi, chắc chắn không tìm ra người nào có thể đảm đương nhiệm vụ này. Nhưng cũng chưa chắc lão thái thái sẽ nhớ tới nàng ta, chuyện này không phải cứ muốn là sẽ thành. Lâm Di vẫn chẳng để tâm, chăm chú đi từng nước cờ một. Nhìn thế cờ với nguy cơ thảm bại trước mặt mình, Linh Lung chỉ biết mím môi, trực khóc thành tiếng. Lão Thái Thái nhánh cả cho người hầu vào trong lấy bức thêu lưu tô cất trong tủ áo ra đối chiếu. Thính Trúc bên cạnh lão thái thái nhánh cả xem xét xong thì khẽ lắc đầu, đặt món đồ của lâm ra xuống trên bàn. Theo lưu tô, kiểu theo kết hợp tạo tua rua. Kỹ thuật theo hai mặt này không phải ai cũng biết theo, bằng không những vật này đã chẳng hiếm có như thế. Kỹ thuật theo hai mặt, theo thông thường thì khi theo bức tranh thì chỉ có mặt phải, mặt trước của bức tranh mới dùng còn mặt sau thì chỉ sẽ dối và giấu vào trong không dùng được tuy nhiên tranh thêu hai mặt là tranh sau khi thêu xong hai mặt trái phải đều giống y như nhau, mặt nào cũng là tranh thêu. Tranh thêu hai mặt thường được thêu trên vải van lưới mỏng nên cũng khó thêu hơn bình thường và cũng phải nhẹ tay, hơn so với các loại tranh thêu bình thường khác. Lão Thái Thái nhánh cả nhìn về phía Lâm Chính Thanh, hay là cháu cứ mang tấm của ta ra hàng thêu bên ngoài làm mẫu, xem thử có phường thêu nào sửa được không, sửa được rồi thì mang trả cho ta cũng không muộn. Lâm Chính Thanh vội nói, cháu đã đến hỏi các phường theo bên ngoài rồi, tiếc là không có nơi nào sửa được loại tranh theo hai mặt này cả. Nhị lão thái thái đồng thị chợt sáng mắt lên, hay là cứ để tất cả người trong phủ truyền tay xem qua thử, còn nước còn tát, không chừng có người khéo tay sửa được thì sao? Lão thái thái nhánh cả thở dài, cũng chỉ còn cách đó. Các cháu ra tiền viện nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ bảo người trong phủ đến nhìn qua, nếu có thể sửa thì chắc chắn ta sẽ giúp đỡ hết lòng. Lâm Chính Thanh đứng dậy cảm tạ hai vị lão thái thái rồi cùng viên nhị ra trở ra tiền viện. Lão thái thái nhánh cả cầm bức tranh theo trên bàn lên nhìn. Đây là bức theo lưu tô hai mặt do tô thái nữ của tiền triều làm ra. Kỹ thuật theo của tô thái nữ nổi tiếng xuất chúng, độc đáo khó ai bắt chước được, nên loại theo lưu tô hai mặt này liền trở thành thứ ngàn vàng khó cầu. Năm đó bà khó khăn lắm mới sở hữu được một món nhưng lại là phế phẩm có lỗi nhỏ. May nhờ có người khéo tay giúp bà sửa lại. Đáng tiếc bây giờ người nọ đã mất. Lão thái thái nhánh cả nghĩ tới đây thì mắt chợt sáng lên. Đài đeo chán lục nha đầu tặng cho bà chính là dùng kỹ thuật thêu hai mặt. Hiện giờ không ai có thể thêu được kiểu lưu tô hai mặt như tô thái nữ nhưng không nhất định là không sửa được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 12, yêu thích lão thái thái nhánh cả nâng chén trà bên cạnh lên uống một hớp cái của ta là do tố hương sửa cho ta tố hương là nhũ danh của triệu thị mẹ ruột của tam lão gia và tổ mẫu ruột của lục tiểu thư lão thái thái và triệu thị tình nghĩa thắm thiết chỉ cần nhắc đến tam lão gia thì lão thái thái đều sẽ cảm thán nếu tố hương vẫn còn thì tốt biết mấy có thể nhìn thấy con cháu đầy nhà rồi nghĩ tới đây bạch ma ma bỗng mở to mắt xem nô tỳ hồ đồ chưa kìa, có phải trong phủ không có người sửa được món đồ này đâu. Lão thái thái nhánh cả nhìn về phía bạch ma ma, người cũng nhìn ra. Bạch ma ma cầm tấm thêu lưu tô hai mặt trên bàn lên, cười nói, sao lại không chứ ạ à? kiểu thêu trên đai đeo chán mà lục tiểu thư tặng cho lão thái thái tinh xảo như vậy, nếu bảo sửa cho giống như đúc với khi trước thì hơi khó, nhưng tương tự hẳn không thành vấn đề lão thái thái nhánh cả hơi do dự tứ nha đầu và lục nha đầu đang làm gì ở phòng bên bạch ma ma đáp lục tiểu thư đang đánh cờ với nha hoàn th iota ép thân vừa rồi vẫn còn yên tĩnh lắm nhưng bây giờ thu hút không ít nha đầu sang xem ván cờ rất náo nhiệt tứ tiểu thư thì đang luyện chữ chỉ để nha đầu thân cận ở cạnh hầu hạ mài mực lão thái thái khẽ cười vậy thì lạ rồi tứ nha đầu từ trước tới giờ thích náo nhiệt hôm nay lại yên tĩnh thế sao? Bạch ma ma giật mình, ý của lão thái thái là, phải trầm tĩnh mới chú ý được động tĩnh bên cạnh, còn náo nhiệt cũng có chỗ tốt của nó, dễ dàng làm quen với người trong phủ, hỏi thăm tin tức cũng dễ hơn. Tứ tiểu thư và lục tiểu thư, cả hai đều có tâm tư riêng. Lão thái thái nhánh cả nằm xuống, lớn tuổi người sẽ dịu dã, bệnh một chặp là khiến nhiều người vây lại thăm thế đấy nói dễ nghe là tới thăm bệnh nhưng thật ra đều có tính toán riêng cả đều mong bà chết sớm để kiếm hời mà thôi người ta đã cất công kéo tới thế thì bà cũng ra vẻ người giàu kiêu ngạo dứt khoát không thèm để mắt thay vì nhìn hai hậu bối ở trước mặt mình chào hỏi lễ phép này nọ không bằng nhân dịp này dò xét suy nghĩ thật sự của bọn chúng xem thế nào bạch ma ma vẫn cầm bức thêu trên tay vậy vật này lão thái thái nhánh cả nhắm hờ mắt, để xuống đi, một lát nữa sẽ có người tới sắp xếp. Nhị lão thái thái đồng thị rửa tay xong thì ra ngoài đi dạo. Trong sân có một bức tượng quan âm tống tử bằng đá, khi Trần Thị xây phủ đã cất công cho vận chuyển từ tận phương Nam về. Bức tượng được đặt trong rừng trúc yên tĩnh, mỗi lần đi ngang qua nơi này, vẻ mặt của quan âm nhắm mắt luôn khiến người ta sinh lòng từ bi tượng quan âm tống tử, ngụ ý con đàn cháu đống. Nhị lão thái thái đồng thị khẽ cười một tiếng, nói cho cùng thì vẫn là một tảng đá nhắm mắt, bằng không con nối dòng của nhánh cả đã chẳng điêu linh đến vậy. Thay vì cầu xin mấy thứ không có mắt này, thà tự thân vận động còn hơn. Bà luôn không ưa cái tính giả thanh cao của lão thái thái nhánh cả, rõ ràng sốt ruột gần chết mà còn ra vẻ thong dong tự tại, trong khi sớm muộn gì cũng phải quỳ xuống cầu xin người khác trèo càng cao thì sẽ ngã càng đau thôi. Nhị lão thái thái vừa định rời bước trở về từ đường thì Trầm Hương đã tìm tới. Nhìn thấy Trầm Hương, nhị lão thái thái cũng không nóng lòng, thản nhiên quay sang chờ nghe bẩm báo. Nhánh cả không có nha hoàn am hiểu kỹ thuật theo hai mặt. Nhị lão thái thái khẽ nhếch môi, một lão thái thái thủ tiết đang suy yếu, dĩ nhiên là sẽ không có nhiều nhân tài. Trầm Hương nói tiếp, Nô Tỳ còn nghe nói, đài đeo chán mà Lục tiểu thư hiếu kính cho lão thái thái nhánh cả lúc trước vốn được làm bằng phương pháp theo hai mặt. Tức là khi lão thái thái nhánh cả nhớ ra, có thể sẽ nhờ Lục Nha đầu sửa món đồ kia. Hai mắt nhị lão thái thái đồng thị chợt lóe sáng, đi, trở về thôi. Sau khi đặt con cờ cuối cùng xuống bàn, Lâm Di để ba bốn nha đầu giúp mình đếm cờ. Lâm Di chơi cờ vây mục tiêu là bao vây nhiều lãnh thổ hơn đối thủ nên ai còn nhiều quân cờ trên bàn hơn chính là người thắng lâm phương bên cạnh đã gần như không nhịn được nữa miễn cưỡng nặn ra một nụ cười lục muội muội chờ ở đây nhé tỉ đi xem tổ mẫu một chút lâm phương được tin liền nóng ruột muốn bỏ lại nàng thôi làm phước tác thành cho nàng ta vậy chỉ lát sau nha hoàn trong phòng dần tản đi bớt Lâm Di nhận ra Minh Yên một nha hoàn biết đánh cờ từng mách nước cho Linh Lung vẫn chưa đi. Lâm Di đứng lên đi nhìn sắp chữ Lâm Phương viết khi nãy để Linh Lung ngồi tán gẫu với Minh Yên. Hai nha hoàn trò chuyện một lúc, sau đó Minh Yên cũng đi ra ngoài. Trong phòng không còn ai khác, Linh Lung mới bước tới thưa, đã hỏi rõ ràng rồi à? Lão thái thái nhánh cả bị chứng tâm thận bất giao, hàng năm đều phải dùng Thiên Vương bổ tâm đan cầm cự tâm thận bất giao, chứng bệnh về tim và thận, biểu hiện thường có tâm phiền, mất ngủ, hay mê, di tinh, lưng đùi ê mỏi, chiều nhiệt mồ hôi trộm, hoa mắt u tai, hoặc hồi hộp, hoặc khô họng, hoặc đêm tiểu tiện nhiều lần, hoặc chứng đái dầm, chát lưỡi đỏ, rêu lưỡi ít hoặc không có rêu, mạch tế xác. Thảo nào mà sắc mặt lão thái thái lại kém như vậy, trong phòng mùi hương cũng vô cùng nồng. Linh lung nhỏ giọng nói thêm, vừa rồi trong phủ có ngoại nam tới thăm lầm gì khẽ nhướng mày là em hỏi minh yên thưa không linh lung phân bua tiểu thư không bảo em hỏi em nào dám hỏi là minh yên tự nói đấy à minh yên tự nói ra vừa rồi minh yên giúp linh lung đánh mấy nước cờ hai tiểu nha đầu bất giác thân thiết hơn minh yên thuận miệng nói mấy chuyện này ra cũng chẳng khó hiểu nhưng cũng có một cách nghĩ khác đó chính là Minh Yên cảm thấy nàng muốn biết những chuyện này. Lâm Di nhìn những con chữ hơi rối loạn của Lâm Phương. E là người ta đã đánh đồng nàng với Lâm Phương rồi. Thật ra thì hành sáu của Lâm Phương rõ ràng như vậy, không cần cố tình hỏi thăm nàng cũng biết được phần nào. Linh Lung nói thêm, nghe nói khách là Đại lang Lâm gia họ hàng của Đại Cô Gia. Lâm Di vốn không mấy bận tâm, nhưng nghe thấy câu này liền sững người lâm gia vậy người lâm phương gặp ở cửa là lâm chính thanh cho nên nàng ta mới có vẻ mặt vừa mừng vừa kinh ngạc đó viên gia xuất thân dòng dõi thư hương lâm gia cũng là danh sĩ vọng tộc người trong kinh ai cũng biết hai nhà này là thông gia lâm phương chú ý đến lâm gia như vậy tất nhiên là vì lão thái thái đồng thị có ý kết thân với lâm gia tuy bây giờ lâm chính thanh vẫn chưa trúng giải nguyên nhưng dù sao cũng là viện thủ người đứng đầu kỳ thi viện, tính ra vẫn xứng đôi với Lâm Phương, tại sao kiếp trước hôn sự này lại rơi vào trên đầu nàng? Nàng ấy, trong lời Lâm Chính Thanh trước khi phóng hỏa đốt phòng tân hôn kiếp trước, có phải là Lâm Phương hay không? Nếu thật là thế, hai người này tâm đầu ý hợp, vậy trong vô thức nàng đã chia rẽ uyên ương người ta rồi. Lâm Di khẽ nhếch môi cười, kiếp này có thế nào thì nàng cũng quyết không dính dáng với Lâm Chính Thanh. Tuy nàng căm hận Lâm Chính Thanh đã hại chết mình, nhưng trong kiếp sống mới này, Lâm Chính Thanh cũng chỉ là một người xa lạ với nàng, không đáng để kể tới. Lâm Phương tìm được nhị lão thái thái đồng thị ở ngoài sân, nghe nói tổ mẫu đi thay áo nên cháu gái cũng ra ngoài theo. Nhị lão thái thái gật đầu, lục nha đầu đâu? Lâm Phương tiến lên đỡ nhị lão thái thái, ở trong phòng đánh cờ à? một người họ hàng của đại tỷ phu cháu mang một cái bức theo lưu tô bị hỏng vài chỗ tới, muốn xin bá tổ mẫu cháu sửa hộ. Lâm Phương vờ ra vẻ kinh ngạc nhưng trong lòng thì mừng đến cực độ. Không ngờ tổ mẫu thật sự nói cho nàng ta biết chuyện này, nhưng ngẫm lại thì mẫu thân và tổ mẫu đã không chỉ một lần nhắc tới Lâm gia, dự định là. Lâm Phương cúi đầu che giấu khuôn mặt đã đỏ ửng của mình, bá tổ mẫu có tìm được người sửa vật kia chưa? Nhị lão thái thái lắc đầu, bá tổ mẫu cháu lại vừa thả nha đầu có kỹ thuật thêu tốt nhất bên người ra ngoài. Song thẳng thừng từ chối cũng không hay lắm nên bá tổ mẫu cháu có ý định truyền tay món đồ kia cho người trong phủ xem thử một lần, nếu vẫn không có cách thì đành chịu. Lâm Phương xoắn chặt khăn, gần như nín thở để chờ nghe câu kế tiếp. Kỹ năng theo của cháu không tệ, lát nữa cũng tới xem thử đi. Tìm Lâm Phương suýt nữa đã nhảy lên tận cổ, không hề giấu được nụ cười trên mặt, tổ mẫu đã nói vậy đương nhiên cháu sẽ tận lực giúp đỡ. Nhị lão thái thái đồng thị vui vẻ gật đầu. Lâm Phương theo nhị lão thái thái vào nhà, bạch ma ma đang chỉ huy nha hoàn chuẩn bị tiệc rượu. Bạch ma ma cười nói, lão thái thái có dặn dò rằng tứ tiểu thư thích đồ chay, phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Lâm Phương ngượng ngùng cúi đầu, phiền nhà bếp phải tốn thêm thời gian rồi hai mắt bạch ma ma cong cong tràn đầy ý cười đâu có gì to tát tứ tiểu thư thiện tâm không muốn sát sinh chúng tôi cũng được phước lây nhị lão thái thái ngồi xuống cười với lão thái thái nhánh cả tỷ sẽ chiều hư tứ nha đầu đấy lão thái thái nhánh cả nói không hề gì ta cũng chẳng có khẩu vị lắm ăn chay cũng tốt khách sáo thêm mấy câu nhị lão thái thái nhắc tới chuyện bức theo lưu tô. Nếu đã là chuyện nhà của đại nha đầu, ta định cho Lâm Phương xem thử một lần, không chừng có thể nghĩ ra biện pháp. Lão thái thái nhánh cả nghe vậy mới nhớ ra, phải rồi, tứ nha đầu cũng rất khéo tay, để tứ nha đầu xem thử đi. Đồng ma ma nhanh nhỏ mang cái bức theo trên bàn đến cho Lâm Phương. Lâm Phương đón lấy xem xét thật cẩn thận, cả hai mặt đều được theo bằng một đường chỉ, mũi kim của mặt trái và mặt phải đan xen lẫn nhau không thể phân biệt, thật sự khác một trời một vực với những món đồ theo nàng thường thấy. Lâm Phương càng xem càng chán trường, sờ sờ chỗ bị hỏng mà thật sự không biết phải sửa thế nào. Khó khăn lắm mới chờ được cơ hội tới, nàng không cam lòng buông tay dễ dàng như thế. Khoan đã, thủ pháp theo hoa mai làm nền này dường như nàng ta đã thấy ở đâu rồi. Lâm Phương bình tĩnh ngẫm lại, bên tai nàng chợt vang lên tiếng của bạch ma phương pháp thêu hoa mai trên đai đeo chán mà lục tiểu thư tặng cho lão thái thái lần trước nhìn cũng tương tự thế này hay là để nô tỳ đi mời lục tiểu thư tới nhìn thử một lần lâm phương trợn mắt đúng rồi chính là lâm di bạn đang nghe chuyện trên kênh holic audio chương 13, từ chối biện pháp tốt hơn bạch ma ma cười tít mắt nói vậy tứ tiểu thư đã nghĩ ra cách rồi lâm phương đỏ mặt ta cũng chỉ đoán mò thôi nếu có thêm thời gian vài ngày dĩ nhiên sẽ sửa được nhưng bây giờ đang gấp gáp có lục muội muội hỗ trợ vẫn hơn bạch ma ma nhìn về phía hai vị lão thái thái vậy để nô tì đi mời lục tiểu thư lão thái thái nhánh cả cười nói ừ đi bảo lục nha đầu cũng tới đây đi bạch ma ma dẫn lâm di vào nhà lâm di vừa mới ngồi xuống lâm phương đã tươi cười cầm tua rua thêu đi tới không đợi lâm phương lên tiếng nhị lão thái thái đã mở lời đai đeo chán thêu hai mặt lần trước cháu tặng cho bá tổ mẫu là do một tay cháu làm lâm di nhìn thoáng qua vật lâm phương đang cầm trong tay bức thêu lưu tô hai mặt lão thái thái hỏi như vậy hẳn muốn biết nàng có thêu được vật tương tự món đồ này hay không đai đeo chán mà nàng theo đang ở trong tay lão thái thái nhánh cả, và nàng dĩ nhiên không thể qua loa lấy lệ ngay trước mặt người được. Lâm Di nhẹ gật đầu, là chính tay cháu tự làm mà. Vậy thì tốt quá. Lâm Phương kéo tay Lâm Di, có lục muội muội giúp cháu, nhất định sẽ sửa được thôi. Lâm Di không hiểu nhìn Lâm Phương. Lâm Phương tươi cười nói, một người họ hàng của nhà đại tỷ nhờ chúng ta giúp sửa lại vật này rồi như sợ lâm di e ngại nàng ta nói thêm luôn nhà chúng ta có một bức thêu giống y như vậy chúng ta chỉ cần chiếu theo đó thêu lại phần bị hỏng là được lâm phương nói nghe rất dễ dàng cứ như người biết thêu hai mặt chính là nàng ta vậy lão thái thái nhánh cả không nói lời nào chỉ chăm chú nhìn nàng và lâm phương lão thái thái đồng thị cũng tỏ ra vui mừng món đồ này thuộc về một người họ hàng của đại tỷ phu tức là lâm gia. Giúp lâm gia sửa thành công vật này sẽ chẳng khác nào lưu lại ấn tượng tốt với trưởng bối bên lâm gia. Thảo nào lâm phương vừa thấy nàng vào liền tỏ ra thân thiết, nói câu nào cũng chỉ để đẩy nàng vào chồng, đặc biệt là câu có lục muội muội giúp cháu, nhất định sẽ sửa được thôi, kia. Nếu sửa không được thì chính là lỗi của nàng, không liên quan tới lâm phương. Còn nếu sửa được sẽ là công của lâm phương, chẳng những có tiếng giúp đỡ Lâm gia còn có thể nở mặt với trưởng bối. Lâm Phương đào sẵn cái hố này để nàng nhảy xuống, nàng chọn đường nào cũng không ổn. Lâm Di khẽ mỉm cười, cũng nói theo, đã có tứ tỷ ở đây thì muội chỉ cần ngồi cạnh hỗ trợ thôi. Nghe vậy, lão thái thái nhánh cả từ nãy giờ vẫn không lên tiếng mới cười nói, vậy thì tốt, xem như hai cháu đã giúp được cho đại nha đầu một chuyện rồi. Đã không còn căng thẳng, Nụ cười trên mặt Lâm Phương càng tươi hơn, vậy chúng cháu không chậm trễ nữa, chúng cháu đi chuẩn bị ngay đây. Nói xong nàng quay sang Lâm Di, không ngờ lại gặp phải vẻ kinh ngạc trên mặt Lâm Di. Tứ tỷ muốn bắt tay sửa ngay bây giờ. Trong đầu Lâm Phương chợt sinh ra một dự cảm xấu, ừ, thọ lễ là vào tối nay đấy. Lâm Di lập tức lộ vẻ khó xử, chỉ mấy canh giờ không thêu xong được đâu, thêu hai mặt là phương pháp thêu khó nhất mỗi đường chỉ mũi kim đều phải suy nghĩ cẩn thận trước khi bắt tay vào thêu. Chưa kể, muốn sửa được phải tìm ta loại chỉ y hệt chỗ bị hỏng rồi thêu lại theo đúng kiểu thêu của nó. Mặc dù muội biết thêu hai mặt nhưng cách thêu của muội và của bức thêu này không giống nhau hoàn toàn. Chưa kể, trong nhà có sẵn chỉ màu này sao? Lâm Phương sửng sốt, đúng là không có. Nàng ta cứ tưởng cứ theo đường chỉ cũ thêu chồng lên là được. Xong theo lời của Lâm Di thì không thể sử dụng lại đường chỉ cũ. Lâm Di khẽ mỉm cười, Lâm Phương chỉ lo tranh công nên bỏ sót rất nhiều chi tiết. Nàng chỉ cần tùy tiện chọn một vấn đề để nói thì Lâm Phương sẽ phải bó tay. Nghe xong những lời này, ánh mắt của lão thái thái nhánh cả hơi lóe lên, nói vậy tức là không sửa được rồi. Lâm Phương ủ rũ nhìn Lâm Di, muội nhìn kỹ lại một lần nữa xem. Phản ứng của Lâm Phương đã nói rõ ràng mọi chuyện. Nhị lão thái thái đồng thị lên tiếng, nếu không sửa được thì thôi vậy, chúng ta cũng đã cố hết sức rồi, báo sớm cho Thanh Ca biết để thằng bé nhanh chọn lễ vật khác đi. Thanh Ca, quả nhiên là Lâm Chính Thanh. Lâm Phương tiếc nuối thả bức thêu lại trên bàn, cháu chỉ tiếc cho một món đồ thêu đẹp thế này thôi. Lâm Phương vừa dứt lời thì rèm chợt được vén sang một bên, bóng dáng mặc y phục hồng cánh sen, đầu cài châm hoa đính đá quý của Lâm Kiều khoan thai bước vào. Lâm Phương và Lâm Di vội vàng hành lễ với Lâm Kiều. Lâm Kiều tiến tới kéo tay Lâm Di, lục muội muội đây sao, thật xinh đẹp. Vốn nghe nói khí hậu phương Nam rất tuyệt vời, hôm nay nhìn thấy muội ta mới dám tin. Nói xong thì nhớ ra mình không mang theo quà gặp mặt, nàng liền tháo chiếc vòng trên tay ra đeo vào tay Lâm Di. Lâm Di cuống quýt từ chối nhưng Lâm Kiều không chịu thôi, giữa tỉ muội với nhau thì còn khách khí cái gì. Mọi người ngồi nói chuyện thêm một lúc thì lão thái thái nhánh cả mới cười nói, "Khai tiệc thôi, đừng để bọn nha đầu bị đói." Lâm Phương và Lâm Di đi tới đỡ hai vị lão thái thái tiến vào phòng trong. Dùng bữa xong, lão thái thái nhánh cả về phòng nghỉ ngơi, Phương mama cũng đi theo hầu hạ. Không lâu sau thì Lâm Kiều tới cáo từ, sức khỏe của tổ mẫu vẫn chưa ổn định, đúng ra cháu gái phải ở lại chăm sóc tổ mẫu. Lão thái thái nhánh cả cười bảo, ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay là đại thọ của lâm lão phu nhân, hai cháu vẫn nên về sớm đi. Vừa nói bà vừa dặn dò phương mama nếu đã không thể sửa được bức theo mà đại lang lâm gia mang tới, vậy cứ lấy cái của ta ra làm quà cho lâm lão phu nhân đi. Bức theo kia là món đồ lão thái thái thích nhất, lâm kiều cuốn quýt nói, lễ vật cho lâm lão phu nhân cháu gái đã chuẩn bị sẵn rồi à lão thái thái nhánh cả lắc đầu hiền từ nhìn lâm kiều ta biết tấm lòng của cháu nhưng chuyện này không chỉ vì viên gia mà còn vì trần gia nữa viên gia có thể phục hưng hay không đều dựa vào lâm gia lâm gia không mở miệng cháu cũng không có cách nghĩ tới đây lâm kiều không khỏi nhíu mày dòng dõi thư hương đúng là được cái tiếng thật nhưng đến thời khắc mấu chốt sẽ không dễ dàng ra mặt hỗ trợ lão thái thái nhánh cả khẽ mỉm cười Tuy bây giờ lâm gia có hậu bối đầy triển vọng, nhưng cháu phải biết để có thể vững chân trong chốn quan trường là chuyện vô cùng khó khăn. Thời của cao tổ hoàng đế, lâm gia bị ảnh hưởng không nhỏ, cho nên bây giờ không có chỗ dựa trong chiều, chỉ dựa vào một hậu bối thì có thể làm nên được bao chuyện. Hoàng tộc quyền quý thì lâm gia chưa hẳn trèo cao được, mà trần gia và viên gia chúng ta ngoài mặt cũng coi như đồng bệnh tương liên. Người cùng bệnh cùng hoàn cảnh thường thân thiết với nhau hơn. Lâm Kiều nghe vậy thì vỡ lẽ, ý của tổ mẫu là Lâm gia muốn qua lại với nhà chúng ta. Không chỉ là qua lại, nói không chừng còn muốn tiến thêm một bước. Ngay cả lão thái thái nhánh thứ hai cũng nhìn ra được. Trong đầu Lâm Kiều lập tức bật ra hai chữ kết thân. Các gia đình dòng dõi thư hương muốn giữ danh tiếng thật sự chẳng hề dễ, nhất là khi cưới gả không được với cao, bằng không sẽ mất sạch thể diện. Nghe nhắc tới lão thái thái đồng thị của nhánh thứ hai, Lâm Kiều nhíu mày, lão thái thái nhánh thứ hai cũng nhanh nhạy thật. Lão thái thái nhánh cả cười nhạt, bà ta sao lại không biết chứ, nhà chúng ta từng giây từng phút đều sống dưới mắt bọn họ. Ngộ nhỡ hôm nào đó ta thật sự không qua khỏi, e đến khi cháu hay tin thì cái nhà này đã rơi vào tay nhánh thứ hai từ lâu rồi. Nhắc tới sống chết, Lâm Kiều vội vàng an ủi lão thái thái nhánh cả, tổ mẫu vẫn còn khỏe thế này, bọn họ không dám làm loạn đâu. Cũng chưa chắc, chẳng ai nói trước được cục diện sẽ như thế này mãi hay không. Vậy tổ mẫu có nghĩ tới chuyện nhận tam thúc phụ làm con thừa tự cho nhánh cả không? Lão thái thái nhánh cả nhớ tới lúc Lâm Di nói về chuyện sửa bức theo kia, nhị đệ muội còn đang hớn hở thoáng cái đã đổi thành vẻ thất vọng. Nhị đệ muội nắm giữ nhánh thứ hai nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có người không để bị bà ta nắm đầu. Có điều chuyện chọn con thừa tự không phải cứ nói là được. Lão Thái Thái nhánh cả nhìn Lâm Kiều, cháu chớ quên, tam thúc phụ của cháu hiện giờ còn tự khó giữ mình đấy. Lão Thái Thái nhánh cả vừa dứt lời thì bên ngoài chợt có người ho khan, sao linh lung cô nương lại ở đây? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 14, nghe lén kiểu kiến trúc nhà thời xưa nối các phòng bằng hành lang. Linh lung hành lễ với bạch ma ma, tay chỉ về phía rừng trúc, liếc nhanh sang bên đó rồi cúi đầu nắm vạt áo, vừa rồi nô tỳ đi bưng trà cho lục tiểu thư, bất cẩn làm ướt áo nên mới đứng đây hong khô. Bạch ma ma liếc xuống, vạt áo của linh lung quả nhiên bị ướt một khoảng. Bạch ma ma mắt khiến người khác không nhìn ra thần sắc, thế sao? vừa nói vừa quay sang Bạch Thược đứng bên cạnh, đi lấy khăn sạch cho Linh Lung cô nương lau y phục. Bạch Thược giả, dạ, rồi nhanh chóng lui xuống. Hong đồ ở đâu không hong lại phải chạy tới dưới cửa sổ của lão thái thái nhánh cả, còn bị Bạch Ma Ma bắt tại trận. Lâm Phương đứng bên hồ ngắm cá chép không khỏi nhếch môi cười. Là lục nha đầu sai nha hoàn đi nghe lén hai đứa nha hoàn kia bất cẩn đờ ng phải kiến lửa chuyện này có thanh minh tới mấy cũng không giải oan được. Cảm giác bực bội bởi chuyện bức theo khi nãy ở trong lòng Lâm Phương lập tức được quét sạch. Linh lung lau khô y phục xong mới tất tả quay về. Lâm Di còn chưa lên tiếng hỏi, nha hoàn hồng hạnh của Lâm Phương đã phì cười chế giễu. Linh lung tỉ tỉ, lần đầu tới chỗ của nhánh cả thì đừng nên đi lung tung. Phận hạ nhân như chúng ta phải biết nhìn trước ngó sau, biết lớn biết nhỏ mới phải đạo. Bằng không, chúng ta phạm lỗi là chuyện nhỏ, nhưng liên lụy tới tiểu thư mới là chuyện lớn. Nhà đầu bên cạnh tứ tiểu thư ngày thường nhìn thấy nàng và quất hồng một tiếng cũng không thèm nói, hôm nay thấy nàng phạm lỗi liền đâm trọt. Nhưng biết mình quả thật chẳng thể nói lại, linh lung chỉ có thể cụp vai, lặng lặng mà nghe. Hồng hạnh còn định mở miệng nói tiếp thì chợt cảm giác được một ánh mắt sắc bén giật mình ngước lên mới thấy lục tiểu thư đang bình thản nhìn mình. Người vào trần gia khi nào? Nhất thời không rõ nhưng Hồng Hạnh vẫn phải thành thật đáp lại, từ nhỏ đã được mua vào phủ. Lâm Di mỉm cười, thảo nào, thì ra không phải là người được sinh ra trong phủ. Không phải người được sinh ra trong phủ, lục tiểu thư muốn nói nàng không hiểu phép tắc. Hồng Hạnh liếc nhìn Lâm Phương, Lâm Phương cũng tỏ ra khó chịu chuyện này vốn là hồng hạnh không đúng, có hai chủ nhân ở đây thì không tới phiên một hạ nhân mở miệng, Lâm Di nói thế cũng chẳng ai phản bác được gì. Lâm Phương chớp mắt, nhìn sang hồng hạnh, đều là do ngày thường ta quá dễ dãi nên các ngươi trở nên lắm miệng như vậy. Hồng hạnh không dám mỉa mai thêm nữa, lập tức cúi đầu lui một bước. Lâm Phương cười nói với Lâm Di, lục muội muội đừng để ý. Lâm Di cũng cười lại, Tứ tỷ quá lời rồi. Lâm Phương đứng cùng Lâm Di một lúc, thấy vô vị quá bèn dẫn người trở về phòng chính. Bây giờ Linh Lung mới dám ngẩng đầu lên thưa, chuyện tiểu thư bảo nô tỳ làm, ngộ nhỡ tứ tiểu thư tố cáo với nhị lão thái thái thì chẳng phải nô tỳ gây họa cho tiểu thư rồi sao? Lâm Di cúi đầu nhìn Đàn Thủy Cầm đang tranh thức ăn, cuối cùng chỉ có thể liên tục lùi lại phía sau, tứ tỷ tố cáo ta chuyện gì? tố cáo ta che chở nha hoàn vô lễ. Người nhánh cả nhìn thấy hồng hạnh khiển trách linh lung sẽ nói gì? Ngay cả một nha hoàn của Lâm Phương cũng dám lên mặt với nàng, lại càng huống chi là người khác. Lâm Phương thông minh dĩ nhiên sẽ không dám đi tố cáo với nhị lão thái thái đồng thị. Bây giờ Linh Lung mới hiểu được ý của Lâm Di, tiểu thư nói rất đúng, sao nô tỳ không nghĩ tới nhỉ? Lâm Di khẽ cười, vẻ mặt nàng bình tĩnh, thận trọng, chững chạc không đúng với tuổi, nhị lão thái thái đồng thị phải ra vẻ tử tế với nàng trước mặt người khác. Nàng dĩ nhiên phải lợi dụng điểm này, Bạch mama có nhìn thấy hay không? Linh Lung gật đầu, có à? Thế là tốt rồi. Bạch mama bước nhanh vào phòng, lão thái thái nhánh cả đang tựa người trên ghế mềm, tay lần dây chuỗi bằng gỗ tử đàn khắc hình 18 vị La Hán. Lâm Kiều bên cạnh bà không nhịn được hỏi liền là nha đầu của lục muội muội bạch ma ma thấp giọng đáp thưa phải lão thái thái nhánh cả nhướng mắt nhìn lên bạch ma ma bước tới cạnh bà nhỏ giọng nói nô tỳ vốn đứng khá gần cửa sổ không ngờ nha đầu linh lung bên cạnh lục tiểu thư lại đi tới nô tỳ nghe được lão thái thái đang nói đến tam lão gia nên mới ho khan một tiếng Xong nha đầu linh lung lại âm thầm chỉ về phía rừng trúc rồi ra hiệu với nô tỳ chỉ về phía rừng trúc. Nhìn thấy ai sao? Lâm Kiều đang trần trà, nghe vậy cũng dừng tay. Vốn tưởng là nha hoàn của lục muội muội nghe lén nàng và tổ mẫu nói chuyện, không ngờ còn có nội tình khác. Nô tỳ nhìn thấy Thính Lan. Thính Lan, Thính Lan là nha hoàn nhị đẳng hầu hạ bên cạnh lão thái thái nhánh cả. Gần đây Thính Trúc mới được thăng lên thành nha hoàn nhất đẳng, còn Thính Lan vẫn là nha hoàn nhị đẳng ở ngoài phòng chờ sai bảo. Lão thái thái nhánh cả bật cười, ra là nó. Ta cứ lấy làm lạ là lúc trước nó lanh lợi như vậy, gần đây sao lại hay thấp thỏm ngẩn người, thì ra là vì tâm tư đặt cả vào nhánh thứ hai rồi. Dứt lời bà nhìn sang bạch mama, ta và ngươi đến tuổi này, mắt nhìn đã lão luyện mà so ra vẫn còn thua một nha đầu mười mấy tuổi. Cả nhà hoàn nhị đẳng bên cạnh bà mà cũng bị nhánh thứ hai mua chuộc, thảo nào chỗ bà có chút động tĩnh gì cũng đều đến tai nhánh thứ hai cả. Bạch ma ma lên tiếng hỏi, vậy bây giờ phải làm sao đây ạ? À? Lão thái thái nhỏ người ngồi thẳng dậy, không vội, cứ cho người trông chừng nó, xem nó thông qua ai truyền tin cho nhánh thứ hai, cứ để nó tưởng chúng ta vẫn chưa phát hiện ra, sau này còn có chỗ dùng. Bạch ma ma giả. Lâm Kiều ngượng ngùng nói, lúc trước cháu có để thính lan giúp theo đồ hộ mà cũng không phát hiện. Lão thái thái nhánh cả an ủi, không thể trách cháu, Người trong cuộc thường u mê, càng gần gũi càng không dễ nhận ra, cũng nhờ Lục Nha đầu tinh tường. Không ngờ Doãn Viễn ngay thẳng và tiêu thị yếu đuối như vậy mà lại có thể sinh ra một đứa con gái thông tuệ đến thế. Nhưng thật đáng tiếc, Lâm Kiều thở dài, e rằng không tới mấy ngày nữa, ngự sử sẽ tố cáo tam thúc phụ thôi, bên Phúc Kiến còn có cả bằng chứng, bị định tội rồi thì sẽ liên lụy tới vợ con. Bây giờ chúng ta có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm lão thái thái nhánh cả lẳng lặng lần tràng hạt, không nói gì, một lúc lâu sau mới mở miệng. Tam thúc phụ của cháu ở Phúc Kiến đắc tội không ít người, lần này vào kinh báo cáo đã bị nhằm vào rồi. Mấy năm qua nhị lão thái thái ở Kinh Thành cũng kết giao được với không ít người, chẳng qua bà ấy không những sẽ không hỗ trợ mà sẽ chỉ tưới thêm dầu vào lửa thôi. Lâm Kiều nhất thời cũng không nghĩ ra được cách gì, hay là để cháu nhờ phu quân lên tiếng nhắc nhở tam thúc phụ trước, để tam thúc phụ có thể nghĩ cách tự cứu mình. Doãn viễn, cái thằng cố chấp đó, tình thế của bản thân ở Phúc Kiến thế nào làm gì có chuyện nó không biết, chỉ là tới chết cũng không chịu cúi đầu thôi. Nếu nói cho nó biết trước chuyện này, chưa biết chừng nó còn dâng tấu trước cả ngự sử, tới lúc đó muốn tìm người bảo vệ cả nhà nó cũng khó. Không thi, Lâm Kiều đề nghị, kết thông ra. Lục muội muội cũng đã đến tuổi có thể bàn chuyện cưới gả, theo cháu thấy thì vẫn nên thu xếp sớm. Nếu không, để lão thái thái nhánh thứ hai nhúng tay vào thì lục muội muội chỉ có thể nghe theo mà thôi. Bất luận là thế gia vọng tộc hay dòng dõi quyền quý đều dựa vào quan hệ thông gia để nâng đỡ lẫn nhau. Muốn tạo quan hệ với bọn họ mà không chuẩn bị trước sẽ không thành, liên hôn là chuyện chẳng thể sốt ruột được. Lão thái thái nhánh cả nhắm mắt lại rồi mở ra, nhìn về phía Lâm Kiều. Cháu đi nói vài lời với nhị lão thái thái rồi hãy đi, tránh để bị người ta soi mói. Lâm Kiều Dạ một tiếng rồi đứng dậy ra ngoài. Lão thái thái nhánh cả quay sang dặn dò Bạch Mama, gọi Lục Nha đầu tới đây. Bạch Mama nghe bảo liền tươi cười đi tìm Lâm Di. Lâm Di dẫn Linh Lung vào phòng, lão thái thái nhánh cả liền cho người bưng mâm quả tơ vàng đến cho Lâm Di nếm thử. Lâm Di nhón một quả lên ăn, vừa giòn vừa ngọt. Lão Thái Thái Nhánh cả hiền lành bảo bạch ma ma, gói một ít cho Lâm Phương và Lâm Di mang về ăn. Lâm Di lên tiếng cảm ơn. Lão Thái Thái Nhánh cả ngoắc tay bảo Lâm Di đến ngồi gần mình hơn một chút rồi chăm chú nhìn nàng. Tuy nhiều năm không gặp nên hơi xa lạ, nhưng không giống như đồng thị, trong ánh mắt của Lão Thái Thái Nhánh cả nhiều sự ân cần hơn là vẻ tìm tòi cha xét ngũ quan rất xinh xắn, mấy năm nữa nảy nở sẽ còn xinh đẹp hơn cả Lâm Uyển và Lâm Phương. Nghe lão thái thái nói vậy, mặt Lâm Di liền đỏ ửng. Đúng là vẫn còn nhỏ tuổi, dễ xấu hổ như những bé gái khác. Lâm Di và Hoành Ca đáng thương, phải đi theo lão Tam đến Phúc Ninh sống hẳn đã chịu không ít khổ. Nghĩ thế ánh mắt lão thái thái nhánh cả càng thêm ấm áp, lục nha đầu, nếu ta để cháu sửa bức theo kia, cháu có sửa được không? Lâm Di Thành thật gật đầu. Có thể à? Nói tới đây nàng ngẩng đầu lên, Thính trúc tỷ tỷ bên cạnh bá tổ mẫu vừa khéo tay vừa nhanh nhẹn, chỉ cần nghe cháu nói sơ qua cách theo hai mặt thì nhất định có thể sửa xong. Lão Thái Thái khẽ mỉm cười. Đúng là một cô bé cẩn thận, biết rõ tiểu thư trốn khuê phòng không thể động tay sửa đồ của người ngoài. Nhị lão Thái Thái đồng thị là trưởng bối mà còn nóng nảy, không sáng suốt bằng cô bé này có thời gian cháu dạy cho thính trúc nhé. Lâm Di cười đồng ý. Lão Thái Thái nhánh cả hài lòng gật đầu, cháu mới đến kinh thành nên còn nhiều chuyện chưa rõ. Nữ quyến qua lại với nhau cần có vài lễ vật nhìn được một chút, nếu rảnh rỗi thì nhớ chuẩn bị sẵn. Nói tới đây bà lại hỏi, đã học lễ nghi rồi sao? Lâm Di gật đầu, thưa có. Lão Thái Thái nhánh cả nghe vậy thì hết sức vui mừng. Mẹ kế tiêu thị của cháu là một từ mẫu, cái gì nên dạy cũng đều không hề thiếu sót đó cũng là vì chỉ mong cháu có được một tương lai tốt đẹp hoành ca và nàng cũng xem tiêu thị như mẹ ruột nhị bá mẫu cháu là một cư sĩ thường ra ngoài giảng kinh nên quen biết cũng nhiều người có chuyện gì thì cứ đến tìm nó học hỏi cho thêm kiến thức lão thái thái nhánh cả nói như vậy là muốn nhắc nhở nàng chú ý nhất cử nhất động của nhị bá mẫu điền thị mới nói mấy câu với lâm di thôi mà lão thái thái nhánh cả đã vô cùng hài lòng ngày thường khi trò chuyện với lâm kiều bà luôn phải nói cặn kẽ từng ý một thì lâm kiều mới hiểu được tám phần bây giờ bà chỉ mới nói hai ba câu lâm di đã hiểu được toàn bộ lâm di cầm chăn gấm lên đắp cho lão thái thái nhánh cả bá tổ mẫu dùng ít thiên vương bổ tâm đan thì hơn trong loại thuốc này có chu sa không tốt cho sức khỏe của bà bệnh của bá tổ mẫu đã thành kinh niên, thỉnh thoảng cũng nên thử đổi thầy lang khác xem thế nào. Lục nhà đầu nói vậy là muốn khuyên bà đi tìm danh y. Lão thái thái nhánh cả cười nhìn lâm di, bá tổ mẫu đã già rồi. Người đã đứng một chân dưới mồ, bên cạnh lại không có con cháu như bà có sống chỉ là qua ngày mà thôi. Lão thái thái nhánh cả mới nghĩ tới đây thì bên tai lại truyền tới tiếng nói trong trẻo của lâm di, bá tổ mẫu nào có già, cái nhà này vẫn phải dựa vào bá tổ mẫu đấy thôi. Vẫn phải dựa vào bà. Lão thái thái nhánh cả thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn bật cười. Lục nha đầu nhìn ra được. Bây giờ bà vẫn không thể buông tay. Hai người nói thêm mấy câu thì bạch thược vào phòng hành lễ thưa. Bên nhánh thứ hai chuyển lời, nhị gia vừa bị ngã ngựa. À. Nhị gia, ca ca. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio chương 15, cảnh ngộ. Sao nhị ra lại ngã ngựa? Được bạch Mama hầu hạ sỏ đôi giày gấp xanh theo hoa từ sáu vào xong lão thái thái chi chính ngồi dậy khỏi giường. Tin tức kia khiến Lâm Di không khỏi ngạc nhiên, trong trí nhớ của nàng không hề có chi tiết ca ca bị ngã ngựa. Sau khi nàng sống lại, mọi chuyện dường như vì những thay đổi nhỏ của nàng mà cũng biến đổi theo. Bạch Thược nói thêm, Mama đưa tin tới nói nhị gia chỉ bị giật mình và kinh hãi thôi à. Mọi người nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Lâm Di nhớ ra liền giải thích, sáng sớm Kaka ca ca đã theo cha ra ngoại thành. Lão thái thái chi chính thở dài, Hoành ca còn nhỏ tuổi, sao lại để mặc nó cưỡi ngựa cơ chứ? Trong nhà từng mời sư phụ dạy võ cho Kaka, ca ca, chắc cha cảm thấy Kaka ca ca đã có thể tự mình cưỡi ngựa. Lúc còn ở Phúc Kiến, ca ca nàng tự mình cưỡi ngựa không phải chỉ một hai lần. Cùng lúc này, Lâm Kiều và Lâm Phương đỡ nhị lão thái thái đồng thị bước vào phòng. Nhị lão thái thái đồng thị bảo, Hoàng ca bị ngã ngựa, chúng ta vẫn nên về phủ sớm xem thế nào. Lão thái thái chi chính gật đầu, dặn dò bạch thược đưa nhị lão thái thái, Lâm Phương và Lâm Di trở về, đồng thời thăm hỏi thương thế của hoàng ca xong rồi trở về báo cho bà biết lão thái thái chi chính vừa dứt lời thì bên ngoài chợt có tiếng hô vọng vào, đại lão ra tới. Con trai trưởng Trần Doãn Ninh của lão thái thái chi thứ hai. Lão thái thái chi chính thầm bật cười trong bụng, lại là một kẻ mong bà trầu trời cho sớm. Đoàn người trở về phủ thì thấy tam thái thái tiêu thị đang chờ tại cửa thùy hoa. Hoành ca thế nào rồi? Mời lang trung tới xem chưa? Mắt vẫn còn đỏ hồng. Tam thái thái Tiêu thị tiến lên đỡ nhị lão thái thái, thưa đã xem qua rồi, may là không bị thương tổn đến xương cốt, lang trung nói cẩn thận dưỡng thương một thời gian thì sẽ khỏi. Nhị lão thái thái trông như vẫn còn lo lắng sợ hãi, sao lão tam lại sợ ý đến vậy? Tam thái thái Tiêu thị đưa khăn tay chấm khóe mắt, lúc thấy Hoành ca được hạ nhân khiêng về, bà cũng giật mình sợ đến suýt ngất, lão gia bảo vừa hay gặp một nhóm thợ săn nên dẫn Hoành ca đi xem ai ngờ chỉ thoáng cái đã không thấy thằng bé đâu. Đến khi tìm được thì Hoành ca đã bị ngã rồi. Nhị lão thái thái đồng thị nhíu mày, chẳng phải có hạ nhân đi theo sao? Lão gia chỉ cho đứa sai vặt bên cạnh Hoành ca đi theo nó thôi, mà đứa sai vặt kia cũng nhất thời sơ suất. Sơ suất là vì chưa từng thấy cảnh săn bắn nên mải mê nhìn chứ gì, đúng là đồ ếch ngồi đáy giếng. Nhị lão thái thái hừ, lạnh một tiếng, Cô cũng thật là, hai cha con muốn ra ngoài mà cũng không biết sắp xếp thêm mấy người tháp tùng, loại chuyện này còn cần ta dạy nữa à? Tiêu thị hổ thẹn cúi gầm mặt. Nhị lão thái thái đồng thị nói tiếp, lão tam còn nói muốn rời ra ngoài sống, ở trước mắt ta còn xảy ra chuyện, rời ra ngoài thì còn sao nữa? Mấy năm qua ở Phúc Kiến, cô quán xuyến nhà cửa thế nào vậy? Tam thái thái tiêu thị không ngờ nhị lão thái thái lại tức giận đến thế, chỉ biết đứng im chịu trận. Cả cái nhà này ấy à, không một ai khiến ta bớt lo cả. Nhị lão thái thái đồng thị bỏ lại một câu như vậy rồi đi vào nhà xem hoành ca. Vết thương trên chân hoành ca đã được bôi thuốc, bọn nha hoàn vừa ôm chăn mềm đắp cho cậu, vừa lót thêm thảm dưới chân cậu cho em. Nhị lão thái thái đi vào, dở chăn lên nhìn vết thương, chân đau thế nào rồi? Tiêu thị bảo nha hoàn mang ghế dựa bằng gỗ lê tới, Trải thêm một lớp nệm êm để nhị lão thái thái ngồi xuống. Hoành ca khẽ nâng cái chân đang gác trên giường lên, "Đã đỡ nhiều rồi à?" "Cháu phải cẩn thận chứ." Nhị lão thái thái cảm thán, "Nhà chúng ta hiện giờ chỉ có mình cháu và đại ca cháu." Đại ca cháu rời kinh đi học đã khiến ta nóng ruột nóng gan, "Cháu ở ngay dưới mắt ta mà còn có mệnh hệ nào thì khác gì muốn mạng bà già này đâu chứ." Hoành ca vội nói, lần sau tôn nhi không dám như vậy nữa nói qua nói lại mấy câu trong phòng tràn ngập không khí gia đình đầm ấm nhị lão thái thái ngồi thêm một lát thì đứng dậy rời đi tiêu thị vội vã đi theo đưa tiễn lâm phương cũng dặn dò vài lời rồi theo nhị lão thái thái ra ngoài trong phòng chỉ còn lại lâm di và hoành ca 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 cưỡi ngựa kiểu gì mà bị ngã thế nghe hỏi tới chuyện này hai mắt hoành ca lập tức sáng lên lâm di có nói muội cũng không tin đâu ta vừa gặp được một người cưỡi ngựa cực kỳ giỏi còn tưởng là gì ra là có người cưỡi ngựa giỏi ở đâu mà chẳng có người cưỡi ngựa giỏi thầy dạy võ cha mời cho huynh cũng là sư phụ nổi tiếng của phúc kiến đấy thôi đừng nói vì vậy mà huynh mới ngã ngựa chứ lâm di cười hỏi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vẻ mặt thành thật của hoành ca chẳng lẽ nàng đoán chúng thật ca bị ngã là do mải nhìn người khác cưỡi ngựa. Không phải ca không hứng thú với võ nghệ, chỉ là ca muốn chuyên tâm cho khoa cử thôi, đúng không? Trước giờ hoành ca luôn tâm niệm như vậy, bởi vì phụ thân vẫn thường lặp đi lặp lại bên tai cậu về lợi ích của khoa cử. Lâm Di, hôm nay ta thấy người nọ hông đeo bội kiếm, mấy chục người đuổi cũng không theo kịp, trong khi người đó thậm chí còn không cần dùng tới yên ngựa. Dáng vẻ ngồi trên lưng ngựa vô cùng phóng khoáng, tự do kia thật sự khiến người khác sinh lòng hâm mộ. Nam tử Triều Đại Chu có sở thích cưỡi ngựa săn thú, con trai nhà bình thường còn bỏ công cẩn thận học cưỡi ngựa thì đừng nói chi tới con cháu dòng dõi thế gia hay huân quý. Có nói muội cũng không tin. Hoành ca thở dài, chờ chân lành ta nhất định sẽ chăm chỉ học cưỡi ngựa, rồi lại xin cha mời một sư phụ dạy võ thật giỏi nữa. Nếu có thể bằng được một phần của người nọ, ta cũng thấy đủ. Rất hiếm khi thấy Hoành ca quyết tâm vì chuyện gì đến như vậy, xem ra hôm nay ca ca đã gặp được người khiến cậu hoàn toàn bội phục rồi. Ca ca có biết người nọ là ai không? Hoành ca chán nản lắc đầu, chỉ xẹt qua một cái đã mất hút rồi, ngay cả những người đuổi theo ta còn không theo kịp thì nói gì đến hắn ta. Ca ca đừng nóng nảy, ở lại kinh thành lâu rồi, hẳn sẽ có ngày gặp mặt thôi. Nghe Lâm Di nói vậy, hai mắt Hoành Ca lập tức sáng lên, muội cũng muốn ở lại sao? Ở lại kinh thành, nàng chưa từng nghĩ tới, song vì chuyện của cha, e rằng cả nhà bọn họ tạm thời sẽ không thể rời kinh. Mà nhìn nụ cười trên mặt ca ca, e rằng bây giờ ca ca cũng muốn ở lại, không muốn về Phúc Ninh nữa rồi. Đi cạnh Lâm Chính Thanh, Lâm Lâm Giang tươi cười nịnh nọt, tiểu thúc thúc đừng gấp, cho dù không có bức theo này, lão phu nhân cũng sẽ thích bức tranh phúc thọ tiểu thúc tặng mà. Tiểu thúc thúc, chú út. Tuy nói là nói thế nhưng chuyện mình muốn làm lại không hoàn thành được. Trong lòng dĩ nhiên khó tránh khỏi thất vọng. Lâm chính thanh nhíu mày. Lạ thật, rõ ràng biểu huynh nói rằng trần gia có người biết theo hai mặt. Biểu huynh, anh họ ngoại, con của chị cha. Lâm lâm giang nói, chắc là nhớ nhầm rồi. Lâm chính thanh liếc sang, cậu cho rằng biểu huynh cũng sẽ thuận miệng nói chơi giống cậu. Lâm Lâm Giang chỉ cười xòa, có thể làm thân với Lâm Chính Thanh chính là may mắn của gã. Chờ sau này con đường công danh của tiểu thúc thăng tiến, gã dĩ nhiên cũng sẽ được lợi theo. Lâm Lâm Giang đề nghị, để ta đi hỏi thăm xem bức thêu còn có thể sửa được không. Nếu không kịp được hôm mừng thỏ thì lúc nào khác cũng được. Quan trọng là có thể làm cho Lâm lão phu nhân vui vẻ con cháu lâm gia đông đúc vì cớ gì mà lâm lão phu nhân lại chỉ nâng đỡ mình lâm chính thanh hắn chứ hắn không thích trở về lại nghe mẫu thân cảm giam mãi về lợi hại của chuyện này lúc còn nhỏ được mẫu thân ôm vào lòng thủ thỉ hắn còn thấy tội nghiệp bà nhưng trưởng thành rồi lần nào cũng phải nghe khiến hắn thấy chán ghét bây giờ hắn nghe lời làm theo cũng chỉ vì muốn hai tay mình được thanh tịnh mà thôi một lát sau bạch mama bên cạnh trần lão thái thái đi ra nói Bước theo này của đại gia có thể sửa được, nhưng sẽ cần vài ngày, không biết đại gia có chờ được không? Dĩ nhiên là chờ được rồi. Lâm chính thanh lễ phép hành lễ, vậy làm phiền lão tổ tông giúp đỡ. Bạch ma ma tươi cười đáp lễ, đại gia quá khách khí rồi. Hai người ra khỏi phủ trần gia, giữa đường lâm lâm giang chợt nhớ tới vị tiểu thư gã vô tình liếc thấy lúc vào tỉnh an trần lão thái thái, thảo nào người ta đều nói con gái nhà họ Trần xinh đẹp, hôm nay thấy được quả nhiên không sai. Lâm Chính Thanh cười diễu, tiểu thư Trần gia Phụ nữ xinh đẹp đến cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là con rối mà thôi. Nếu có để ý, hắn cũng chỉ nhắm vào lợi ích có được từ trên người họ, không rảnh quan tâm họ là ai. Tại chi thứ hai của Trần Gia Nhị Thái Thái Điển Thị An ủi Lâm Phương, sau này không chừng lại có cơ hội lần này con không lộ mặt cũng tốt dù sao cũng là đồ của nam giới bên ngoài lâm phương bức bối nói thế thì sao có tổ mẫu ra mặt rồi mà con chỉ giúp đỡ thôi vừa nói nàng ta vừa vặn xoắn khăn tay đều tại lâm di vô dụng cả còn ở đó nói cái gì mà không có chỉ theo phù hợp điền thị khẽ mỉm cười chia một cái cháp ra cho lâm phương xem con nhìn xem đây là gì nào lâm phương mở tráp ra bên trong là một tấm thiệp màu đỏ vàng, Huệ Hòa quận chúa mời hai mẹ con mình tới nhà làm khách. Điền thị đưa tay sửa sang vạt áo cho Lâm Phương, chẳng phải con vẫn luôn muốn được gặp Huệ Hòa quận chúa sao, quận chúa cũng muốn gặp con đấy. Lâm Phương lập tức phấn khởi trở lại, chúng ta nên chuẩn bị cái gì làm quà ra mắt bây giờ. Điền thị cười cười, chẳng phải con đã nghĩ xong rồi sao? Lâm Phương tuét miệng cười, nhào vào lòng Điền Thị, vậy con sẽ vẽ chân dung của mẹ, quận chúa nhất định sẽ thích. Đây là lần đầu tiên Lâm Di cho nha hoàn ra ngoài hỏi thăm chuyện trong nhà. Quất hồng ngày thường hiền lành hòa nhã, cộng thêm bọn họ mang khá nhiều hoa quả ngâm từ phúc kiến tới. Quất hồng cầm một ít ra ngoài giao hảo với các tiểu nha hoàn trong nhà, chốc lát đã có tin mang trở về. Huệ hòa quận chúa gả cho công tử của trịnh đại học sĩ nên trịnh gia bây giờ rất hiển vinh. Lâm Di khẽ gật đầu. Nếu nhị lão thái thái đồng thị trèo cao được vào gia đình quyền thế, nhất định sẽ thần không biết quỷ không hay sửa lại gia phả, bởi vì ngay cả luật pháp của triều đình cũng không thể hoàn toàn chi phối giới quyền quý. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.